vua cá Dương Ngọc Minh bán đứt công ty con sau cú sốc từ Mỹ. Thị trường bị rung lắc mạnh trong phiên giao dịch chiều qua, kết phiên, VN Index mất 4,21 điểm tương ứng 0,44% còn 947,01 điểm, đánh mất mốc 950, còn HNX Index mất 0,65 điểm tương ứng 0,61% còn 105,26 điểm. Số mã giảm giá vẫn đang chiếm ưu thế so với số mã tăng, tuy nhiên chênh lệch không quá lớn, tổng cộng 323 mã giảm, 30 mã giảm sàn so với 280 mã tăng và 41 mã tăng trần trên toàn thị trường. Thanh khoản có sự cải thiện nhẹ. Khối lượng giao dịch trên HSX đạt 181,39 triệu cổ phiếu và dòng tiền đạt 62,759 tỷ đồng, một con số khá ấn tượng trong giai đoạn này. Con số này trên HNX là 23,15 triệu cổ phiếu tương ứng 247,97 tỷ đồng. Phiên hôm qua, SAB hỗ trợ chỉ số tăng 0,73 điểm và là mã có tác động tích cực nhất đến chỉ số chính. Bên cạnh đó, VCB, EIB, HDB, DXG cũng tăng giá. Chiều ngược lại, chỉ riêng ba ông lớn Gas, Bit, VHM đã đè chỉ số và gạt phăng thành quả của thị trường trong việc giữ cân bằng cho VN Index. Trong đó, Gas khiến VN Index mất 1,37 điểm, Bit khiến VN Index mất 1,28 điểm và thiệt hại do VHM mang đến là 1,1 điểm. Cũng trong phiên hôm qua, cổ phiếu HVG của công ty cổ phần Hùng Vương bị sụt mất 0,25 điểm tương ứng 5,7% còn 4.100 đồng. Mã này đang có chuỗi giao dịch tệ hại trong nửa cuối tháng 4 và đầu tháng 5 sau cú sốc POR14. Nếu như theo kết quả sơ bộ thì mức thuế POR14 đối với Hùng Vương là 0 USD trên kg, thì con số này, sau khi công bố kết quả cuối cùng lập từ lên mức cao nhất 3,87 USD trên kg. Ông Dương Ngọc Minh, chủ tịch HVG từng cho biết đã chuẩn bị rất kỹ cho hồ sơ và thuế đợt POR14 vừa rồi, gồm nhiều luật sư, công ty chuyên phân tích số liệu. Tổng vốn bỏ ra tới 2 triệu USD, thế nhưng, hy vọng của Hùng Vương tại thị trường Mỹ trong đợt rà soát này đã bị dập tắt. Trong một động thái gần đây, Hội đồng Quản trị Hùng Vương đã thống nhất thoái toàn bộ vốn khỏi công ty cổ phần Hùng Vương Sông Đốc. Khối lượng thoái vốn là 31,13 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ sở hữu 51%, có vẻ như vua cá, vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tái cơ cấu nhằm đưa công ty trở lại đường đua. Hồi năm ngoái, công ty này đã thực hiện giải thể và bán đất tại địa ốc An Lạc, chuyển nhượng cổ phần tài thực phẩm Sao Ta, thức ăn chăn nuôi Việt Thắng, bán kho lạnh 2 Tân Tạo. Quý 2 năm tài chính 2019, Hùng Vương báo lãi 7 tỷ đồng, tuy nhiên ông lớn thủy sản lại đang phải đối mặt với gánh nặng nợ ngân hàng 3.000 tỷ đồng, dòng tiền hoạt động kinh doanh âm 107 tỷ đồng. Trở lại với thị trường chứng khoán, theo nhận định của BVSC, VN Index sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ vùng 940-950 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần. Diễn biến thị trường sẽ chịu sự ảnh hưởng chi phối từ biến động của các chỉ số chứng khoán toàn cầu, cũng như kết quả của cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này. Ngoài ra, việc khối ngoại vẫn đẩy mạnh hoạt động bán ròng trong giai đoạn này, càng khiến cho cơ hội hồi phục của thị trường trở nên khó khăn hơn trong ngắn hạn. Rủi ro tiếp tục giảm điểm của thị trường trong ngắn hạn vẫn được đánh giá ở mức cao. Do đó, BVSC cho rằng nhà đầu tư nên tiếp tục đứng ngoài thị trường, hoặc chỉ nên giữ tỷ trọng ở mức trung bình thấp 20-30% cổ phiếu trong giai đoạn này. Các phiên tăng điểm của thị trường nếu có thể chỉ là nhịp hồi mang tính kỹ thuật và đó được xem là cơ hội bán, đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục. Các hoạt động trading nên ưu tiên các cổ phiếu đang có sẵn trong danh mục, và chỉ thực hiện trading khi giá cổ phiếu giảm về vùng hỗ trợ mạnh. Mai Chi. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.